Liên quan đến vụ cháy lớn 4 nhà xưởng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào sáng 12 tháng 4 năm 2019, đến 11 giờ 27 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ra khỏi hiện trường thi thể nạn nhân thứ 7. Trong số các nạn nhân tử vong, có 4 người trong một gia đình là anh Lương Văn Việt, 33 tuổi, công nhân công ty môi trường 79, chị Trần Thúy Lan, 29 tuổi, vợ anh Việt và con của vợ chồng anh Việt là cháu Lương Công Minh, 5 tuổi, cháu Lương Anh Tuấn, 1 tuổi. Ông Cao Thành Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xác nhận 4 nạn nhân trong gia đình bị chết cháy là người địa phương. Ba mẹ con chị Lan xuống Hà Nội để chữa bệnh, qua xưởng của chồng để ở nhờ. Hiện tại, người thân của gia đình chị Lan đã xuống Hà Nội để nhận diện thi thể nạn nhân. Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường bán kính 100m để làm nhiệm vụ. Khi vụ cháy xảy ra, có 8 người có mặt tại xưởng sản xuất của công ty môi trường 79, gồm anh Lương Quốc Dân, 35 tuổi, anh Lương Văn Việt, 33 tuổi, anh Trần Văn Hải, 25 tuổi và anh Lê Văn Hải, 18 tuổi cùng là công nhân. Anh Tuấn, 34 tuổi là lái xe, chị Trần Thị Lan, 29 tuổi vợ anh Việt. Cháu Lương Công Minh, 5 tuổi và cháu Lương Anh Tuấn, 1 tuổi là con của vợ chồng anh Việt. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân thứ 8 của vụ cháy vẫn chưa tìm thấy.